Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài tập yoga đánh thức cơ thể mỗi buổi sáng. Trong bài tập sắp tới đây thì các bạn sẽ được đánh thức mọi giác quan, khơi dậy nguồn năng lượng dồi dào ở bên trong và sẵn sàng cho một ngày mới tràn đầy năng lượng. Hãy cùng Huyền thả lỏng toàn bộ cơ bắp, hít thở thật sâu và cảm nhận trạng thái cân bằng thân, tâm, trí qua bài tập kỳ diệu này nhé. Chúng ta cùng nhau bắt đầu buổi tập ngày hôm nay nào. Chúng ta ngửa lòng bàn tay, vươn hai tay qua đầu, hít vào, nâng cao toàn bộ vùng cột sống, vươn nhẹ cằm của mình lên. Chậm chậm thở ra, hạ hai tay xuống, cằm thu về hõm cổ và mắt nhìn xuống. Tiếp tục vươn hai tay lên cao, hít sâu. Chậm chậm hai tay xuống, thở hết ra. Một lần nữa, vươn tay lên qua đầu, hít sâu, nâng cao toàn bộ cột sống nào. Xòe 5 ngón tay ra để máu lưu thông, siết nhẹ cơ bụng. 4, 3, 2, 1. Chậm chậm, hai tay buông xuôi xuống, thả lỏng hai vai, mắt nhìn và rốn. Cảm nhận cơ thể của mình, giữ ở đây và hít thở đều. 3, 2, và 1. Hai tay ra ngang, hít ra rút bụng, nâng lồng ngực lên. Chậm chậm nghiêng người sang bên phải, tay trái áp mang tai, thở hết ra và kéo giãn toàn bộ vùng lườn của mình. Về giữa, hít vào. Đổi bên, chậm chậm nghiêng lườn, thở hết ra. Nâng người lên, hít vào. Chậm chậm nghiêng người sang bên nào, thở hết ra, kéo giãn toàn bộ cơ liên sườn bên trái của mình. Tiếp tục, nâng cao cột sống, hít sâu. Đổi bên, bạn thở hết ra, kéo căng giãn toàn bộ cơ liên sườn của mình. Ta có thể trùng nhẹ khuỷu tay một chút để kéo giãn được từ vùng lườn trở lên nhé. Nhấn nhẹ hông xuống. Một lần nữa nào, về giữa. Hít vào, chậm chậm hạ bàn tay phải xuống, tay trái áp mang tai, trùng nhẹ khuỷu tay đến khi nào mông chúng ta nhấc lên thì dừng lại. Giữ ở đây, vươn nhẹ cằm lên. 4, thở đều nào. 3, 2, 1. Rồi chúng ta mở rộng hai tay sang ngang, hít vào, rút bụng, nâng cao vùng cột sống lên. Chậm chậm vặn người sang bên trái, tay phải đặt gối, tay trái phía sau. Nâng cao toàn bộ lồng ngực và đẩy thẳng cột sống lưng, thở hết ra nào. Tiếp tục về giữa, hít sâu. Chậm chậm đổi bên, vặn nhẹ người sang bên phải, thở hết ra, kéo giãn toàn bộ vùng lườn của mình. Mắt nhìn theo vai phía sau. Chậm chậm về giữa nào, hít vào. Bạn thở ra, mở căng lồng ngực, siết nhẹ cơ bụng, thả lỏng vùng lườn. Một lần nữa, hít sâu, nâng cao toàn bộ vùng cột sống. Chậm chậm đổi bên, thở ra. Một lần cuối, nâng người lên, hít vào. Chậm chậm bạn vặn người sang bên trái, thở hết ra. Lúc này ta vòng tay ra phía sau lưng và nắm lấy cái đùi của mình. Nếu ai chưa nắm được thì chúng ta có thể hạ người xuống một chút, nắm đùi và từ từ nâng người lên. Rồi, giữ ở đây và hít thở đều, luôn luôn thẳng cột sống lưng của mình. 4, 3, cảm nhận cơ liên sườn của mình đang được kéo giãn sang bên trái. 2, 1. Về giữa, hít vào, nâng cao vùng cột sống. Chậm chậm vặn người sang bên phải. Tay trái vòng phía sau lưng, nắm lấy đùi phải. Thở hết ra, đẩy căng lồng ngực của mình lên. Giữ và hít thở đều. 5, thẳng lưng, mở vai. 4, 3, 2, 1. Tiếp tục vươn hai tay lên cao, hít sâu,
vươn nhẹ cằm và mở rộng cái vai của mình. Chậm chậm hai tay đặt gối, thở ra. Đặt xoay vai ra sau, nâng cao lồng ngực, khép sát khuỷu tay vào trong, vươn cằm lên, hít một hơi thở sâu. Chậm chậm cuộn lưng ra sau, hóp bụng và thở hết ra. Cằm chạm cổ nào. Tiếp tục lần hai, bạn xoay vai, nâng cao vùng ngực, hít sâu. Chậm chậm cuộn lưng ra sau, thở hết ra. Tiếp tục nâng cao lồng ngực, hít vào. Bạn thở ra, cuộn lưng ra sau, rút cơ bụng vào bên trong. Rồi một lần cuối, nâng ngực của mình lên, hít vào, khép sát hai bả vai ra sau và dướn căng toàn bộ vùng thân phía trước của mình, vươn nhẹ cằm lên, giữ ở đây và hít thở đều. Hai tay cũng ta kỳ vào đầu gối để nâng người của mình lên phía trước một chút nữa. 4, 3, cảm nhận cuộc sống của mình đang được uốn cong. 2, 1, rồi chậm chậm bạn trở người về giữa nào. Hít sâu, nâng vùng cột sống lên, rồi cuộn vai về phía trước, thở hết ra, cuộn lưng ra sau, kéo giãn toàn bộ vùng cơ lưng về sau. Và cảm nhận hai vai của mình đang được tách sang hai bên. Giữ ở đây. 4, 3, siết nhẹ cơ bụng. 2 và 1. Ta vươn hai tay lên cao. Hít vào. Thở ra, gập tay phải, tay trái kéo cái khuỷu tay của mình sang bên này. Đó, ta kéo giãn toàn bộ vùng khớp vai. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, tập trung thở đều để chúng ta thả lỏng vai của mình ra. 3, 2, 1, vươn hai tay lên cao, hít sâu, chậm chậm gập tay. Rồi chúng ta đổi bên nhé, chúng ta sẽ kéo cái phần vai của mình sang bên này và giữ ở đây hít thở đều. 5, thả lỏng toàn bộ vùng vai. 4, 3, 2, 1. Rồi, bạn hai tay ra ngang. Hít vào, nâng cột sống này, mở ngực ra. Thở ra, hai tay đặt trên đầu gối. Đã, duỗi thẳng hai chân. Mời các bạn gập chân bên trái và duỗi thẳng chân phải. Dựng mũi bàn chân lên. Nhấc hai cái mông của mình phía sau để chúng ta kéo giãn toàn bộ cơ kheo chân và cơ mông lớn. Vươn hai tay lên cao, hít vào, rút bụng này, nâng lồng ngực của mình, đồng thời mở hai vai. Ta vươn người gập về trước, hai tay giữa hai chân, thở ra và từ từ trùng nhẹ khuỷu tay nếu có thể ạ. Mắt nhìn về phía giữa hai bàn tay, nếu ai chưa trùng được chúng ta giữ nguyên và cố gắng đẩy thẳng cột sống lưng lên cho Huyền nhé. Tiếp tục, bạn vươn tay qua đầu, hít vào, kéo căng vùng cột sống lên. Vặn người sang bên trái, thở ra. Tay đi phía sau nhiều, dựng mũi bàn chân và mắt nhìn ra sau. Về giữa nào, tiếp tục vươn tay, hít vào. Xoay người về phía chân phải, gập người về phía chân. Thở ra và trùng nhẹ khuỷu tay. Chúng ta luôn luôn cố gắng là duỗi thẳng cột sống lưng của mình lên nhé. Nâng người lên, tay vươn qua, đã qua đầu, hít vào. Thở ra, hạ tay trái phía sau mông. Bạn dựng mũi bàn chân xuống, hít vào, mông lên cao, ngực lên cao, uốn cong lưng, mắt nhìn lên. Chậm chậm hạ mông xuống, thở hết ra. Tiếp tục vươn tay lên cao, hít vào, nâng vùng cột sống của mình nào. Thở ra, gập người về phía đầu gối phải, hạ khử tay xuống và cố gắng là cảm nhận được cơ liên sườn bên trái của mình và bên phải của mình đang được kéo giãn toàn bộ. Một lần nữa nào, tay vươn lên cao,
Hít sâu, đẩy căng toàn bộ lồng ngực. Gập người về phía giữa hai chân. Rồi, chúng ta duỗi thẳng lưng nhé. Và từ từ đi tay. Nếu có thể thì bạn có thể trùng nhẹ cái khử tay của mình này. Dướn lồng ngực lên. Dựng mũi chân và hít thở đều ở đây. Nếu ai tốt nữa thì chúng ta có thể hạ trán xuống nhé. Tùy vào cơ thể của mình ạ. 5. Quáng đưa hơi thở vào để làm mềm cái cơ kheo chân của mình ra. Hạ mông trái xuống. 4. 3. Hít thở đều. 2. 1. Thôi chậm chậm, bạn nâng người lên. Tay vươn lên cao. Hít sâu. Vặn nhẹ người sang bên trái. Tay phải đặt gối, tay trái ở phía sau. Rồi, bạn đẩy lồng ngực của mình lên. Và mắt nhìn ra sau nhé. Giữ và hít thở đều. 5. 4. Mỗi lần thở ta lại vặn người ra sau một chút nữa. 3. 2. 1. Chậm chậm bạn xoay người trở về. Vươn tay lên qua đầu. Hít vào. Xoay người về phía chân phải. Hai tay đi xuống bàn chân. Thở hết ra và gập nhẹ khuỷu tay này. Cố gắng là dướn lưng của mình lên. Giữ và hít thở đều. 5. 4. Mỗi lần hít chúng ta lại dướn lồng ngực này. Sau đó thở lại trùng nhẹ khuỷu tay xuống. 3. 2. Và 1. Rồi bạn đi người của mình lên. Vươn tay lên cao. Hít vào. Chậm chậm hạ tay trái phía sau mông. Thở hết ra. Rồi mũi chân xuống. Hít vào. Đẩy mông lên cao, uốn cong lưng. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Mở rộng ngực nào. 4. Siết cơ bụng lại. 3. 2. 1. Chậm chậm hạ nhẹ mông của mình xuống. Vươn hai tay lên qua đầu. Hít vào. Xoay người về phía đầu gối trái này. Chúng ta gập người về phía đầu gối. Hạ mông xuống và thở ra. Kéo giãn toàn bộ vùng cơ lườn bên phải của mình. 3. Hít thở đều. 2. 1. Rồi bạn đi người lên nhé. Vươn tay lên cao. Hít sâu. Hai tay xuống. Thở ra. Rồi bạn giữ nguyên cái vùng chân như vậy. Sau đó chúng ta xoay người về phía trước thảm này. Đó, xoay người về phía trước. Chân bên phải của mình duỗi thẳng ra sau và gập chân bên trái phía trước. Cố gắng là bạn xoay cái hông của mình xuống để hai hông cân bằng và duỗi thẳng chân phía sau. Mũi chân thẳng hàng với lại đầu gối. Mở gối phải sang bên phải hết mức có thể. Rồi, vươn vai này, mở ngực, hít vào, đẩy căng toàn bộ lồng ngực của mình lên. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. 4. Cố gắng úp hông của mình xuống nhé. 3. 2. 1. Rồi chậm chậm bạn hạ tay bên phải xuống, vươn cao tay trái lên, mở căng lồng ngực, giữ ở đây. 4. 3. Mở căng ngực nữa nào. 2. 1. Rồi từ từ bạn đưa tay về sau, nắm lấy đùi của mình, vươn cao tay phải về trước, hít vào. Xoay người về phía đùi, thở ra, mắt nhìn về phía gót chân, giữ ở đây. 5. Thả lỏng toàn bộ cơ liên sườn bên phải và cơ đùi trước của chân trái. 4. 3. Đi tay ra sau hơn nữa. 2. 1. Rồi chậm chậm bạn vươn tay lên cao. Hít vào. Gập người về phía trước. Thở ra. Đi tay và hạ khuỷu tay đồng thời trán xuống. Giữ ở đây và hít thở đều. 4. Thả lỏng vùng cơ mông bên phải. 3. 2. 1. Giữ nguyên tư thế, từ từ gập chân sau. Rồi, tay phải bạn vòng ra sau lưng, nắm lấy mũi chân. Ta kéo chân gần về phía mông của mình. Và vẫn úp đùi của mình xuống nhé. Giữ ở đây và thở đều nào. 4. Thả lỏng cơ đùi của mình ra. 3. 2.
Một, chậm chậm bạn nâng người lên. Rồi, xoay hông trở về. Mời các bạn đổi chân. Vươn hai tay lên qua đầu. Hít sâu, nâng cao toàn bộ vùng cột sống. Gập người về phía giữa hai chân. Đi tay, đi tay. Mông bên trái của mình ấn xuống này. Từ từ hạ khử tay. Thở hết ra và kéo giãn toàn bộ vùng kheo chân của mình. Cố gắng duỗi thẳng cột sống lưng. Rồi, bạn nâng người lên. Hít vào, nâng vùng cột sống. Chậm chậm, vặn người sang bên phải. Tay trái đặt gối, tay phải phía sau. Đẩy căng lồng ngực. Siết nhẹ cơ bụng và mắt nhìn ra sau theo vai nhé. Rồi, từ từ nâng người trở về. Vươn hai tay lên cao. Hít vào. Gập người về phía chân phải của mình này. Thở ra. Trùng nhẹ khử tay. Rồi, nếu ai chưa trùng được nhiều thì chúng ta có thể giữ ở đây và đẩy cột sống của mình lên phía trước, siết cơ bụng của mình lại để chúng ta duỗi cái cột sống ra, rồi thở ra thì chúng ta lại xuống nhé. Rồi, vươn hai tay lên cao, hít vào. Chậm chậm bạn hạ tay phải phía sau, thở ra. Chống đầu gối xuống, hít vào, mông lên, mở căng lồng ngực. Chậm chậm hạ mông xuống, thở hết ra. Vươn tay qua đầu, hít vào. Gập người về phía đầu gối trái. Xin lỗi, gối phải ạ. Rồi chúng ta hạ khử tay của mình xuống. Vươn giãn toàn bộ lồng ngực. Một lần nữa và chúng ta làm và giữ nhé. Hít vào, vươn căng vùng cột sống của mình lên. Gập người về giữa hai chân. Vươn dài cột sống. Thở hết ra. Giữ ở đây và hít thở đều. 6. Gắng duỗi ngực của mình này. Vươn ra về phía trước nhiều. 5. Nhấn mông của mình xuống ạ. 4. 3. 2. 1. Chậm chậm bạn nâng người lên. Tay vươn lên cao. Hít vào. Vặn người sang bên phải, tay trái đặt gối, tay phải phía sau, thở hết ra, vặn người của mình nhiều hơn một chút nữa nhé. 5, quáng đi tay ra sau nhiều. 4, 3, thả lỏng vùng lườn. 2, 1, chậm chậm bạn xoay người về đây. Rồi, hít vào, nâng vùng cột sống của mình lên. Gập người về phía chân trái, thở ra và trùng nhẹ khử tay. Đó, lưng vẫn duỗi thẳng nhé. Giữ và hít thở đều. 5. Mỗi lần thở chúng ta lại hạ khử tay thêm một chút nữa. 4. Cố gắng vươn dài cột sống của mình ra nào. 3. 2. 1. Rồi, bạn siết bụng nâng người lên. Tay vươn lên qua đầu. Hít vào. Hạ tay phải phía sau, thở ra. Chống đầu gối xuống. Hít vào, đẩy mông lên cao, uốn cong lưng. Giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2, đẩy ngực lên nữa nào. 1, chậm chậm bạn hạ mông trở về. Vươn hai tay lên qua đầu. Hít vào. Gập người về phía đầu gối phải, hạ khử tay xuống. Thở hết ra. Rồi chúng ta cảm nhận sự giãn của cơ lên sườn bên trái. 4, 3, 2, 1. Rồi chậm chậm bạn nâng người lên. Vươn hai tay lên qua đầu. Hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Rồi giữ nguyên chân như vậy, chúng ta co cái đầu gối này về phía trước và úp đùi chân sau xuống. Ta xoay vai, nâng ngực của mình lên. Cố gắng hai hông cân bằng,
úp hết hông bên trái của mình xuống nhiều. Đẩy căng ngực nào. Giữ ở đây và hít thở đều. 5 4 Gắng siết cơ bụng và đẩy ngực về trước nhé. Chúng ta đưa cái áp lực lên phần lưng trên để mở lưng chứ không dồn hết vào lực vào lưng dưới. 3 2 1 Rồi chậm chậm hạ bàn tay bên trái xuống. Vào, vươn cao tay phải lên. Giữ ở đây và hít thở đều. 4 Mở căng ngực nào. 3 Vươn nhẹ cằm lên phía trước, thẳng tay trên. 2 Và 1 Rồi từ từ hạ tay ra phía sau đùi. Vươn cao tay còn lại lên, hít vào. Thở ra, mắt nhìn vào gót chân phía sau và đi tay, đi tay, đi tay. Giữ ở đây và hít thở đều. 4 3 Siết nhẹ cơ bụng. 2 1 Rồi chậm chậm bạn về giữa. Hít vào, vươn hai tay lên cao. Gập người về phía trước, thở ra, trán xuống. Thả lỏng toàn bộ cơ đùi của mình. Hít thở đều. 4 3 2 1 Chậm chậm bạn gập chân phía sau. Vòng tay trái phía sau nắm lấy bàn chân. Kéo chân về sát mông của mình. Giữ và hít thở đều. 4 3 Thả lỏng cơ đùi trước nào. 2 1 Rồi, chống tay và nâng người của mình lên. Ta trở về. Gập chân lại. Hai tay ôm đầu gối và lắc xong sang hai bên trái phải. Mời bạn về tư thế con bò mèo. Ta ngồi trên gót chân. Hạ khử tay của mình xuống. Xoay 5 ngón tay ra. Sau đó chúng ta đi lên một bàn tay. Và nâng người của mình lên. Xoay khớp khử tay ra bên ngoài. Mông thẳng hàng với đầu gối và xòe 5 ngón tay. Siết nhẹ cơ bụng của mình, cuộn nhẹ xương cụt. Từ từ võng lưng xuống. Hít sâu, nâng cao vùng cột sống, vươn cằm của mình lên. Thở ra, cuộn lưng lên cao. Cằm thu về hõm cổ, siết cơ bụng của mình lại. Lần nữa nào. Võng lưng, hít vào. Mở căng lồng ngực lên. Chậm chậm cuộn xương cụt xuống. Thở hết ra. Xốc vai lên cao. Cằm thu về cổ. Một lần nữa. Võng lưng xuống. Vảnh mông lên. Hít vào. Giữ ở đây và hít thở đều cho Huyền ạ. 6 Mỗi lần hít ta lại dướn lồng ngực lên. Thở ta mềm lưng trên lưng giữa xuống. 5 Đưa hơi thở vào cột sống của mình. 4 3 2 1 Hơi chậm chậm bạn cuộn lưng lên cao. Cằm thu về cổ. Siết cơ bụng vào bên trong. Cuộn nhẹ xương cụt của mình xuống. 4 Xốc vai lên cao. 3 Hít thở đều. 2 1 Rồi từ từ bạn đi tay về phía trước. Đi tay về phía trước và hạ ngực cằm của mình xuống. Mông vẫn thẳng hàng về gối nhé. Giữ ở đây và hít thở đều. Nếu như mà lưng của ai cứng thì chúng ta có thể đi tay nhiều hơn về phía trước một chút. 5 4 3 2 1 Chậm chậm bạn nâng người lên và trán xuống thảm, tay xuôi theo thân thả lỏng vai. Hít thở đều, chúng ta về tư thế em bé nào. Cảm ơn các bạn đã luyện tập cùng Huyền trong buổi sáng ngày hôm nay. Và hy vọng các bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và sảng khoái sau bài tập này. Huyền chúc mọi người có một ngày mới thật là tuyệt vời. Và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi tập tiếp theo. Namaste.